Trung Thực Auto Vua Gầm Cao xin gửi lời chào tới quý anh chị đã tới với video giới thiệu báo giá những mẫu xe gầm cao đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Đầu tiên đó chính là 3 chiếc xe đến từ Hyundai, Peugeot và Mazda. Chiếc xe 15 bánh được có 2.800 km, Mazda CX-5, phiên bản là sử dụng động cơ xăng 2.0 và đây là bản Premium. Chiếc xe mang biển tỉnh, sản xuất năm 2020 và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 878 triệu. Và để sở hữu chiếc xe này, anh chị hoàn toàn có thể chỉ cần bỏ ra một số tiền tối thiểu tương đương với 3%, có nghĩa là chiếc xe này đâu đó anh chị bỏ ra khoảng tầm 300 triệu là đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe với các chi tiết còn rất là mới, chủ cũ mới lăn bánh được chiếc xe này có 2.800 km. Mọi thông tin chi tiết về chiếc xe này quý anh chị có thể gọi điện ngay đến số hotline của Trung Thực Auto trên màn hình, được nhân viên của Trung Thực Auto cung cấp một cách chi tiết và đầy đủ nhất về chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2020, phiên bản là 2.0 Premium. Và chiếc xe tiếp theo, 7 chỗ ngồi đến từ nhà Peugeot, đó chính là chiếc xe Peugeot 5008 với mức giá bán mong muốn là 898 triệu. Đó chính là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp, rất là trẻ trung, đúng không ạ? Và đây là những chiếc xe mà 7 chỗ rộng rãi, 7 chỗ rộng rãi. Và xe sử dụng đó là hệ dẫn động, đó là một cầu. Và về số km thì chiếc xe 2018 này đã lăn bánh được là 8,8 vạn và mang biển Sài Gòn, 898 triệu. Và chiếc xe Hyundai Tucson sử dụng động cơ là 1.6 turbo và xe sử dụng đó là động cơ xăng, là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. Chiếc xe đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 869 triệu. Với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto đều cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis, không ngầm nước, và đó chiếc xe minh bạch mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp, thậm chí là không còn nguội. Và còn rất nhiều những mẫu xe đang được bày bán tại showroom của Trung Thực Auto. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những chiếc xe đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Một chiếc xe Mazda CX-5 tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị, đó chiếc xe sản xuất năm 2021. Chiếc xe cũng sử dụng động cơ là 2.0 và đây là bản Premium. Như vậy tại cửa hàng của Trung Thực Auto có rất nhiều sự lựa chọn với những chiếc xe Mazda CX-5 để cho quý anh chị có thể là trải nghiệm. Và chiếc xe này đang được chào bán với mức giá bán muốn là 898 triệu, Mazda CX-5 2.0 Premium sản xuất năm 2021. Và chiếc xe đến từ nhà Mitsubishi Outlander sử dụng động cơ 2.0 và đây là bản Premium sản xuất năm 2019, mang biển tỉnh và lăn bánh được là 3,8 vạn, là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. 775 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với một chiếc xe sản xuất 2019 Mitsubishi Outlander 2.0 Premium. Và một chiếc xe đến từ nhà Hyundai, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe, chiếc xe sử dụng động cơ dầu và đây là bản Premium sản xuất năm 2020, mang biển tỉnh, lăn bánh được là 2,4 vạn và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1.165 triệu. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra thì tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị về chất lượng của chiếc xe cũng như là về tính minh bạch của các hồ sơ giấy tờ, giúp cho anh chị hoàn toàn có thể yên tâm khi đến với Trung Thực Auto để trải nghiệm. Và Trung Thực Auto cũng luôn luôn tạo điều kiện cho quý anh chị và cũng khuyến khích quý anh chị nên mang chiếc xe của mình đến một đơn vị thứ ba để chúng ta kiểm tra. Đó có thể là đại lý chính hãng hoặc đó có thể những gara mà anh chị tin tưởng để có thể kiểm tra đánh giá một lần nữa trước khi là quyết định xuống tiền với mỗi một chiếc xe đang chào bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và 1.199 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của chiếc xe tiếp theo, chiếc xe sản xuất năm 2021 Hyundai Santa Fe sử dụng là động cơ dầu và đây cũng là bản Premium. Và chiếc xe thì cũng lăn bánh được là 1,5 vạn. Nếu anh chị quan tâm đến những mẫu xe Hyundai Santa Fe thì anh chị có thể gọi điện ngay đến số hotline của Trung Thực Auto, được nhân viên của Trung Thực Auto cung cấp về những mẫu xe Hyundai Santa Fe đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và đến với Trung Thực Auto thì quý anh chị không chỉ là sở hữu cho mình những chiếc xe SUV đô thị gầm cao Toyota Fortuner hay những chiếc xe Hyundai Santa Fe, mà ở đó còn có cả những chiếc xe đa công dụng 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này là chiếc xe 8 chỗ ngồi của nhà Toyota, đó chính là chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2020 và với mức giá bán là chưa đến 700 triệu. Đó chính là chiếc xe sản xuất năm 2020 mang biển tỉnh,
lăn bánh được là 5,6 vạn và đang được chào bán tại cảng của Trung Tường Auto với mức giao bán mong muốn là 695 triệu. Và tại cảng của Trung Tường Auto đang hiện nay đang có hai chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e cùng sản xuất năm 2020 để quý anh chị có thể lựa chọn. Và với những ai mà đang muốn cho mình một chiếc xe rộng rãi và có thể kết hợp được cái việc là đi kinh doanh vận chuyển hành khách thì Toyota Innova 2020 với mức giá bán mong muốn là 695 triệu là một sự lựa chọn đáng cân nhắc, đúng không ạ? Và chiếc xe tiếp theo mà Trung Tường Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó là một chiếc xe sản xuất năm 2015, sản xuất 2015, Toyota Fortuner, và đây là phiên bản sử dụng động cơ là 2.7 động cơ xăng. Hệ dẫn động ở đây hệ dẫn động là một cầu, hộp số là tự động, một chiếc xe 7 chỗ SUV của nhà Toyota. Và đây là một trong những mẫu xe ăn khách của là Toyota vào năm 2015 và 2016 trước khi thay đổi sang là form mới. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này, anh chị hãy gọi điện ngay đến số hotline của Trung Tường Auto hoặc anh chị hãy di chuyển đến địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt với khung giờ làm việc là từ 8 giờ sáng cho đến là 22 giờ hàng ngày để chúng ta có thể là trải nghiệm và cùng đánh giá về chất lượng những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Tường Auto. Và còn rất nhiều những mẫu xe đã qua sử dụng gầm cao đang được bày bán tại Trung Tường Auto. Rất hy vọng sẽ được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom cũng như là trải nghiệm những mẫu xe đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã tới với video giới thiệu báo giá những mẫu xe tại cửa hàng của Trung Tường Auto. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong lần giới thiệu và chào bán tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.